Ok và hai sao bạn đã trở lại với channel của mình là Hành Dung Gaming đây. Và hôm nay mình có một con xe rất là đặc biệt muốn review đến cho anh em xem đó mà. Đây, một con xe rất là hiện đại, hại điện đúng nghĩa luôn các bạn. Con xe đó đến từ thế kỷ 20 các bạn, đến từ tương lai. Đó. Các bạn biết con xe này xe gì đó các bạn? Ấy, chết rồi các bạn ơi. Cái kính của anh còn chưa thay các bạn. Đây là chiếc xe chống đạn Tesla thế hệ mới các bạn. Xe này được mệnh danh là bọc thép chống đạn, chống các kiểu, chống tùm lum tà le hết. Mình không biết chống cái gì nhưng mà ok, hôm nay mình sẽ lên review cho anh em xem nha, review xương xương nha bạn. Cái kính cửa sổ này là bữa bị ông chủ Tesla ông ném vỡ, giờ chiếc xe này bản thử nghiệm đấy bạn, nên còn vết vỡ đây nè. Khổ lắm, xe này nó không có gì trong các bạn. Đó, nó có gì trong hết, động cơ điện. Nó chỉ có vậy thôi, để em coi có mở cốp mở mui xe ra gì được không. Đó. Đó. Không biết mình đóng cái gì nữa. Cửa sau mở không được luôn các bạn. Khoan sau là mình không thấy luôn các bạn ơi, khoan sau. Nó không có chỗ ngồi các bạn, xe này chỉ mới vô chỉ có hai chỗ thôi. Em test coi khả năng chống đạn, chống điện, chống nước gì, chống ngập lụt của em này sao nha. Đi review cho anh em xem. Chở hiệp được có khứa nữa thôi bạn ơi. Malibu, chở hiệp được khứa nào Malibu vậy các bạn. Rồi cho nó ngồi trên xe đi, mình đi test. Đắt kiện tàu một cái. Để có gì xe đụng chết nó, không chết mình. Các bạn hiểu cái gì chứ. Cái gì xe đụng thì chết nói như mình, mà chết sống gì để mình test rồi. Ok, chúng ta sẽ test khả năng nhìn xe này rất là cứng các bạn. Nó không có dĩ đoạn, nó chỉ có nguyên cục sắt này giống như đẻo rồi được dài đường rồi các bạn, rồi làm thành chiếc xe à. Gắn 4 bánh xe vô à, không có gì hết các bạn. Đó, nhưng mà được cái động cơ điện các bạn, dẫn động 4 bánh. Nghe đồn vậy, nghe nào đồn mạnh hơn cả Ford Raptor nữa. Thử đụng với ơi. Ý. Đó các bạn, bể hết bánh hết đèn các bạn, có đèn nóc các bạn. Chạy hậu sao các bạn, một thanh mẹ như mà cái dây led vậy bạn, chứ có gì lạ hết. Xe quá chán các bạn. Nhưng mà xe tương lai các bạn. Mình không biết ở tương lai nó chạy với chiếc này không bạn. Nhưng mà mình thấy chiếc Tesla kia đẹp hơn. Chiếc Tesla này mà nhìn đúng tù luôn bạn. Nhìn tù như nhà tù á. Cho chiếc này mình không thèm chạy nữa, nó thiệt luôn. Đó. Xe này công nhận cổng bự thiệt. Mà nhìn như cái hộp di động các bạn, không hơn không kém vậy đó. Mà xe này giống xe giống như là chạy ngoài hành tinh nha các bạn ơi. Đó. Đụng thiết xương thì cũng ấy á, nói chung là cứng mày ơi, chưa gì mình test là mình thấy cứng cái đó, đụng cỡ đó đó sao hết đó, rồi mới nói rồi bạn, đúng là mẹ thanh niên review có tâm bạn, vừa nói xong cái bánh xe nó bị kẹt luôn các bạn, đó thôi sửa lại cái, sửa xương xương cái, lên test Brad Pitt cái, test, đây, đó để bài test cho bạn coi là chiếc này chạy Brad Pitt được nhiêu nha. Chiếc này nói chung là có chức năng tự lái các bạn. Đó, xe tự lái của Tesla mà. Tesla có chức năng tự lái hết. Đó, mình đang tự lái các bạn. Mình nói tự lái chứ cái tay đang lái mọi người. Đùa đó. Ở trong GTA 5 nó đâu chức năng tự lái đâu mọi người. Ồ, có chức năng tự lái mà chạy dọc kỳ giờ. Đó, lên số 5 các bạn cũng được 300 mấy vẫn chơi đâu. Mà không biết mạnh hơn Ford Raptor không nha. Đó, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nữa đây dính các bạn đó. Rồi, bay cái máy thôi, đụng cũng thử rồi. Đụng xương mà ơi, nói chung là xe cũng cứng. Dạ ok, được rồi, test xe này chạy bời gì, chạy gì bạn ơi. Chạy hít thì lấy siêu xe, chạy chứ ai lấy cái này chạy làm đách gì các bạn. Đúng không? Giờ phần test mình các bạn thích nhất ra. Phần test này phải test độ bời của xe ra bằng súng nha các bạn. Đó. Ông kia ống chọi mẹ cái quả cầu sắt vô mà còn bị lủng nữa mà bảo kính chống đạn nữa, coi kính chống đạn không nha. Ây da, bắn quá xiên chúng đó luôn bạn. Cứa đâu phải chạy luôn kìa. Đó, lên xe ngồi test bạn. Để lên chào cửa lên xe ngồi test. Kiếm cửa nào hay lên xe ngồi test mới được. Ngồi yên trên xe đi trời. Lên xe. Rồi cho nó ra lệnh nó ngồi yên trên này. Rồi, ngồi yên trên đây đi. Ấy má ra lệnh cho nó ngồi yên rồi đó trời.
thôi ra lệnh ngồi yên nhưng mà nó không nghe mày ơi, nó chẳng đi theo mình các bạn. Quá ngáo luôn trời, mình còn ngáo hơn mình qua cửa có người đứng các bạn. Ây đúng, đúng ngáo luôn rồi anh chị ơi, chị em ơi, sao tự nhiên mà tôi ngáo như vậy. Rồi đi theo tôi đi chị ơi, lên xe nào. Would you open your fucking eyes? Đó, nhảy leo bên đây, nhảy qua bên kia bạn ơi. Chiếc cửa bên kia bị gì vậy bạn? Xe này rất là cao luôn bạn. Rồi. No! Không, nó xuống xe bạn ơi. Nó không ngồi xe được. Thôi kệ cha nó đi. Nói chung là mình thấy cái xe này rồi bạn. Hình như nó không chống cạn được đâu bạn ơi. Thử cửa kính với này là biết à. Ủa chống đạn các bạn, kính chống đạn giỡn đâu. Nhưng mà ngồi ở đây không thấy, không thấy mấy xe ăn đạn mà không bắn, bắn xin vô hay sao á. Đó. Nói chung mày cho chống đạn mày ơi, cho mày đúng như quảng cáo đi, chống đạn đi. Cái lớp này mình không biết cái chống không, mình bắn cảm giác như là đang xuyên qua viên đạn vậy các bạn. Ở đây mình thử coi có gì mà làm tấm gương không. Rồi chỗ này mới chống nè, chỗ này chống nè, mày thấy không, đạn nó xuyên vô nè. Còn chỗ này là bắn nghiêng xuyên qua vậy các bạn. Chỗ này cũng nghiêng xuyên qua đó nè. Đó. Còn nóc, nóc nè. Nóc chống đạn á các bạn. Chống đạn là bắn xuyên vô cái là thấy chống rồi. Còn này mà bắn thẳng vô không thấy sao luôn các bạn. Nói chung chả biết nữa, nói chung là coi như chống đạn các bạn. Được, kính chống đạn. Thằng xe các bạn. Lớp, lớp không chống đạn mày ơi. Lớp mày bắn mày xì. Trời ơi, lúa bạn. Đó, hành hạ. Cửa có chống đạn không? Không bấy nhảy cửa luôn bạn. Lớp là không thấy chống đạn nè. Nắm đồ bụng, chống đạn không? Bắn có xì khói không? Đó, test như vậy các bạn. Bắn xe phải thử về, thử bằng AK luôn nha các bạn. Chứ phải thử bằng xe thường nữa. Xe nè. Quất sạch bách luôn. Đó, súng này Uzi đó bạn, bắn cái giùm. Đó, tiếng nổ vang trời không bạn. Xe vẫn chưa sao bạn ơi. Đó, để bây giờ mình thử thử sáu nòng các bạn. Tí ơi, sọc gạch trước các bạn ơi, tí súng cao cấp hơn. Sọc gạch trước đi, sọc gạch. Đó. Gạch nguy lực hơn các bạn. Đó. Bắn đạn ghép nha các bạn. Nó đạn chùm nha. Đó, cây cây dài các bạn. Cây dài hụt cái chất. Đó. Đó, nói chung là hết cũng được. Tạm. Để còn cái gì nữa ta? Đây rồi, mình thử 6 nòng. Bắn lùi xe luôn bạn, cháy luôn kìa. Nổ các bạn ơi. Nổ các bạn ơi, giờ chịu hết nổi rồi. Tại mình bắn quá chắc quá nhiều đạn các bạn. Nó xe nó cũng chịu trong giới hạn các bạn ơi. Để mình thấy mấy chiếc kia mình thử cho đã. Thầy. Nói chung mà cũng chống đạn nữa bạn. Chống được mẹ một đống đạn là thấy chạy thoát được mấy thằng rồi. Nhưng mình thử đặt bơm với gầm xe thôi nha. Xa xa ra tí coi nó có nổ không nha. Rồi test khả năng nổ xe nha. Wow, xe này không có được trang bị ở trong trong gầm mày ơi. Nổ cái chặn cửa cái hết rồi bạn. Đây, khoảng cách xa xa thêm tí rồi nó nổ nha. Xa cái này thì nó chịu được các bạn ơi. Đó, bây giờ mà ăn nguyên một băng 6 nòng cho người nè. Đó, hai chiếc cửa các bạn. Đó, 6 nòng cho người vượt qua vượt lại các bạn. Wow, bạn nhìn xe các bạn, kính luôn bạn, mình xăm kính xe luôn bạn. Ăn qua một đợt 6 nòng thì nói chung là còn sống được các bạn. Chứ đợt thứ hai là chết luôn các bạn. Đó. Test lại chúng tôi chống đạn à, test chống đạn, gặp hành chung game minh test xe thì thôi rồi. Đó, tạm các bạn ơi, tạm. Chung chiếc này chống đạn tạm ơi. Không như quảng cáo rồi, quảng cáo để mình thử đi nước các bạn. Ấy thử chạy tới chỗ nước các bạn, thử vượt sông vượt suối, đến gừng xuống ruộng rồi coi sao.
chiên tét nước của mình đó bạn. Bạn nào coi mình review xe mới hay biết. Đó, chỗ này gọi là đúng năm này khó chịu nhất trong server luôn. Rồi chiếc Tesla này mà đi coi. Ui có Tesla. Ê nó mà nó bóng quá, nhìn nó dê nó bóng như màu xanh nước vậy. Cứ tưởng nó đổi màu chứ nó có màu bộ bà. Màu sắc về ạ. Màu sắc á, có nghĩa là màu nó giống như sắt các bạn chứ không phải là màu sắc kia nha. Đấy, nói chung địa hình đi cũng được. Rồi loại nước sao, thấy chiếc này mà kích bích nè, không biết có loại nước được không. Rồi luôn chết máy luôn mày ơi. Không biết sao đó bạn. Lúc này nói chung là sâu lúc cán các bạn. Xe này không có nổi vậy rồi, mình mới vô mình cứ kỳ vọng nó nổi nhưng mà nó không nổi bạn. Nó chìm mày ơi. Chắc cũng lội nước xương xương được. Gặp cao mà cũng lội xương xương được chứ. Dạ. Mày đem thử lội vô cái đống này rồi. Sao nước biển sách dờn các bạn. Đó, giữ tua máy các bạn, đi dưới nước phải giữ tua máy nha. Mà hạ tua máy cái là chết luôn á. Chín bánh xe đá luôn mọi người trời. Máy chín bánh xe cục đá không đi đâu được luôn kìa. Oh my god. À, dẫn đầu bốn bánh mới ra được các bạn. Chín xe trên cục đá khó chịu bạn. Xe nó dài các bạn. Xe nó dài, rồi chết máy luôn, không hiểu luôn. Chí này mẹ. Bỏ tay bạn ơi, giỡn quá. Xe của anh Tesla này chuối quá. Quá chuối luôn. Đâu để mình để chiếc xe ngay nước mình bắn review rồi. Thôi nó nổ không nha. Đó. Bắn các bạn thấy hơi nước bay các bạn. Cháy các bạn. Ngập cho chiếc cho nó ngập xe các bạn. Trời ơi, yếu quá anh ơi, bị nguyên băng mẹ của cây mini gun đi các bạn. Dạ ok ha, hôm nay mình đã review xong chiếc Tesla thế hệ mới các bạn. Nếu bạn thích chiếc xe nào muốn mình review thì hãy comment bên dưới nha. Ok, bye bye mọi người, hẹn lại mọi người video tiếp theo. Mọi người cho mình xin một like, subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.